nhưng tiện chúng ta đang ở trong cái tập tin function.php thì tôi sẽ tạo ra thêm một cái đoạn mã nữa. Đoạn mã này sẽ giúp chúng ta nhúng vào trong cái mã của cái theme của chúng ta là một tập tin CSS, và sau này nếu các bạn muốn chỉnh sửa gì thì các bạn có thể viết mã vào trong cái tập tin CSS đó mà không cần phải mở cái mã nguồn lên để thêm những cái tập tin CSS. Vậy thì tôi sẽ tạo ra trong thư mục CSS một tập tin được gọi là customize. Khi chúng ta có tập tin customize.css, khi các bạn cài đặt xong cái theme, nếu có những cái giá trị định dạng nào không phù hợp với các bạn thì các bạn có thể viết mã CSS vào phía trong của tập tin customize.css để override lên những cái giá trị CSS ở trong các tập tin mà chúng ta đã nhúng vào. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ copy hai dòng này xuống. Và đây tôi sẽ đặt tên cho nó là customize. Vậy là chúng ta đã có một tập tin CSS giúp chúng ta thay đổi những cái định dạng của các kiểu nằm ở trên cái theme của chúng ta mà không cần phải thay đổi mã của cái theme này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào xây dựng cái phần widget search. Lúc này tôi đã có một thư mục widget ở phía trong này. Chúng ta hãy đi lên phía trên, vào trong thư mục login, tiếp đó vào thư mục ZenVM My Login. Các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta có phần widget. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ copy cái symbol này và đem qua cái thư mục widget của chúng ta. Tiếp đó tôi sẽ thực hiện thêm một phần, đó là tôi sẽ tạo ra một cái lớp để quản lý những cái widget này. Lúc này các bạn nhìn thấy đây là cái tập tin main.php thì chúng ta đã khá quen ở trong những cái bài trước. Bây giờ chúng ta sẽ đặt tên cho cái tập tin main này. Và trong tập tin main này của chúng ta thì nó sẽ quản lý những cái widget mà có ở trong cái theme. Chúng ta sẽ tạo một class có tên là ZenVM Theme Widget Main. Các bạn nhìn thấy lúc này cái tên của cái class tôi cũng đã thay đổi lại, nó không còn là ZenVM MB nữa mà nó là ZenVM Theme. Chúng ta đặt tên như thế này để nó không va chạm với những cái widget đã có sẵn ở trong cái phần My Login của chúng ta, hoặc sau này khi chúng ta cài đặt những cái widget khác vào thì nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Trong phần này tôi sẽ tạo ra một cân chất. Sau khi tạo ra hàm construct thì chúng ta sẽ tạo ra một cái biến toàn cục cho cái lớp này. Biến của chúng ta sẽ có tên là widget option. Và chúng ta sẽ gán nó bằng một mảng rỗng. Sau khi chúng ta đã có cái biến toàn cục, lúc này chúng ta có thể sử dụng cái phương thức get option để load những cái thông tin ở trong cái bảng WP option của chúng ta lên. Hoặc chúng ta có thể gán thẳng vào trong cái phần này để khi chúng ta muốn cái widget nào của chúng ta chạy thì chúng ta có thể đưa nó vào bằng giá trị true. Chúng ta viết như sau: tít chọn đến widget option bằng array. Ở trong phần này thì tôi sẽ tạo ra một cái phần từ gọi là search form và tôi sẽ đưa cho nó giá trị bằng true. Vậy lúc này tôi sẽ tạo ra một cái phương thức có tên là search form ở trong cái lớp này. Cái phương thức này của chúng ta thì nó sẽ gọi đến tập tin searchform.php. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ tạo ra tập tin searchform.php. Chúng ta sẽ tạo ra một cái class trong tập tin searchform.php. Vậy cái class của chúng ta sẽ có tên như thế nào? Lúc này chúng ta sẽ đặt tên cho nó là ZenVM Theme Widget chứ không phải MB nữa, vì chúng ta đang viết cái widget cho theme nên chúng ta sẽ phải chỉnh lại một số cái tên của các cái class giữa widget. Và lúc này chúng ta sẽ add tên từ WP widget
Vậy là chúng ta đã có một cái lát ở trong cái tập tin setform.php. Lúc này chúng ta sẽ tạo ra cái hàm construct cho nó. Trong hàm construct này thì chúng ta sẽ in ra một dòng lệnh mà thôi. Chút nữa chúng ta sẽ copy một số giá trị ở bên phần symbol qua. Vậy thì chúng ta sẽ quay lại tập tin main.php. Và trong cái hàm setForm này, đầu tiên chúng ta sẽ kéo cái tập tin setForm.php vào. Chúng ta sẽ sử dụng tới hằng số genvn thêm qua gạch đìa. Và chúng ta nối với cái tập tin setForm. Lúc này chúng ta sẽ sử dụng lệnh rewrite one. Sau khi chúng ta kéo được cái tập tin setForm vào thì chúng ta sẽ khởi tạo cái đối tượng của setForm. Bây giờ chúng ta có thể sử dụng cách thông thường để chúng ta kéo cái hàm setForm này vào trong hàm construct. Nhưng lúc này để qua có thể chạy thì chúng ta sẽ phải sử dụng tới một cái hook, đó là qua init. Ở đây chúng ta sẽ gọi đến cái hook là qua init và chúng ta sẽ đưa cái giá trị của setForm vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ kéo cái tập tin main.php này vào trong hàm function, để mỗi khi thêm được loát thì nó sẽ gọi đến cái lớp genvn thêm qua git main của chúng ta. Lúc này chúng ta sẽ gọi đến tập tin main.php nằm ở trong cái thư mục qua git. Chúng ta hãy refresh thử để xem nó có in ra được cái phương thức này hay không. Các bạn đã nhìn thấy chúng ta đã gọi được vào trong cái lớp genvn theme qua git setform của chúng ta. Vậy là từ sau này trở đi khi chúng ta nâng cấp cái theme này thì chúng ta có thể tạo ra những cái qua git. Chúng ta sẽ đưa nó vào trong cái thư mục init qua git để khi người sử dụng setup xong họ có sẵn những cái qua git và họ sử dụng. Bây giờ chúng ta hãy quay về tập tin main.php để xử lý một trường hợp. Các bạn nhớ rằng chúng ta sẽ không chỉ có một cái qua git cho cái theme này mà chúng ta sẽ có rất là nhiều cái qua git. Vì vậy với cách viết này thì nó có vẻ không tối ưu lắm. Lúc này tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách viết mới, có nghĩa là chúng ta sẽ lợi dụng vào cái mạng khai báo của chúng ta để chúng ta viết. Bây giờ tôi sẽ sử dụng vòng lặp void và tôi sẽ đưa giá trị qua git option vào. Ở đây tôi ghi là sqrvalue. Tôi đưa sAction vào trong cái vòng lặp for. Lúc này chúng ta hãy chú ý rằng chúng ta nên đặt tên của cái phần tử mạng nằm ở trong cái mạng qua git option này giống với tên của cái phương thức mà chúng ta sẽ load qua git vào. Vì vậy khi cái vòng lặp này chạy chúng ta sẽ có key là giá trị này và value là giá trị này. Vậy lúc này tôi chỉ cần kiểm tra một vấn đề, đó là if nếu value bằng true thì lúc này tôi sẽ gọi đến cái phương thức sAction và sau đó tôi truyền cái giá trị key này vào cho cái mạng của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy refresh lại để xem nó có load được cái lớp genvn thêm qua git setform hay không. Các bạn nhìn thấy nó load bình thường. Nếu chúng ta thay đổi giá trị ở đây thành false và chúng ta refresh lại, các bạn nhìn thấy nó không load được cái lớp genvn thêm qua git setform của chúng ta. Vậy là sau này chúng ta có bao nhiêu cái qua git thì chúng ta cứ đưa vào trong phần này và chúng ta gắn cái giá trị true hoặc false cho nó. Trên thực tế thì có nhiều cái giải pháp khác nữa để chúng ta không phải sửa vào mã nguồn php,
Và tôi nói ra cái giải pháp này để cho các bạn về các bạn hãy thử thực hiện. Đó là chúng ta sẽ tạo ra một cái tập tin, ví dụ như là qua-git.init nằm ở trong cái thư mục qua-git của chúng ta. Trong cái tập tin qua-git.init thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta sẽ đưa các giá trị này vào. Ví dụ như là subform bằng phone. Các bạn nhìn thấy với cái cách viết này thì khi chúng ta sử dụng lệnh bp load nội dung của cái tập tin này lên và sau đó chúng ta xử lý nội dung của tập tin này thì chúng ta sẽ thấy được những cái qua-git nào của chúng ta đang hoạt động. Còn khi chúng ta muốn sửa thì cũng khá đơn giản, chúng ta chỉ cần đi vào cái thư mục qua-git.in và chúng ta thay đổi cái giá trị này thành true hoặc false. Đây là một cái idea của tôi. Thì các bạn có thể thử thực hiện điều này bằng cách là chúng ta không sử dụng tới cái mảng gắn trực tiếp vào mà chúng ta sử dụng một cái lệnh để load được cái nội dung của tập tin qua-git.in lên. Sau đó chúng ta sẽ truyền nó vào trong cái biến qua-git option. Và các bạn nhìn thấy ở đây nó chỉ có tên của phương thức và cái giá trị. Lúc này nó sẽ tương tự với cái mảng của chúng ta hiện thời. Nếu chúng ta làm tập tin qua-git.in thì nó sẽ tiện lợi hơn với cái mảng mà chúng ta gắn sẵn vào phía trong này. Vì khi chúng ta mở tập tin qua-git.in lên, chúng ta sửa sẽ nhanh hơn, hoặc là chỉ cho một cái người nào đó không biết lập trình về cái cách kích hoạt một cái qua-git ở trong cái theme chúng ta, hoặc tắt đi một cái qua-git ở trong cái theme của chúng ta cũng sẽ đơn giản hơn là kêu họ vào mã nguồn và chỉnh giá trị true và false. Các bạn hãy về làm thử điều này. Tôi thấy điều này nó cũng khá đơn giản với các bạn khi các bạn đã bị học lập trình PHP.